Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con chào bà. Miến của cháu đây. Vâng ạ, bao nhiêu tiền cháu gửi ạ? 28.000. Sao hôm nay đắt hơn mọi khi hả bà? Miến này á, bà nhập ở dưới xuôi lên đấy, hàng chuẩn đấy. Có ngon thật không ạ? Ngon. Miến này mà nấu với măng rừng thì hết ý. Vâng ạ, cháu cảm ơn bà, cháu gửi nhá. Tư Duyên à, thế đến công ty mới thế nào rồi? Mọi việc đều thuận lợi ạ, bà không phải lo đâu. Ừ, cố gắng con nhá. Có công có việc ổn định cho đỡ vất vả. Chứ bà thấy mảnh với thằng Thường á, cứ sắp ngửa chạy hết việc nọ sang việc kia, vất vả quá. Đợt này trời lạnh, bà cũng đừng dậy sớm quá. Hôm nào mưa gió thì bà nghỉ ở nhà bà nhá. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Con chào bà. Mình à. Ừ. Chào cô. Lâu lắm không nhìn thấy Hiệp. Thế bao giờ thì dắt bạn gái ra mắt cô chú đây? Dạ, cháu cũng chưa có thời gian để suy nghĩ chuyện đấy ạ. Hôm nào đến nhà cô ăn cơm nhá. Dạ vâng. Cháu xin phép ạ. Ờ. Chào cô. Ừ. Em sao thế? Em có chuyện muốn nói với anh. Em thật là, liệu cái Giang nó có đồng ý không? Tất nhiên là nó không chịu rồi. Mà thằng Quang con chị Trà nó về được có một tuần thôi. Em muốn hai đứa gặp nhau. Trước khi thằng Quang đi thì hai đứa cũng đã gặp nhau mấy lần rồi, chắc cũng dễ nói chuyện. Lần này mình mời gia đình chị Trà đến ăn một bữa cơm giống như một buổi gặp mặt thông thường, để xem rồi tính. Em bảo này, chuyện tình cảm nên để thuận theo tự nhiên đi. Với tính cách cái Giang nhà mình, em làm như thế không ổn đâu. Làm thế chứ làm nữa cũng không thay đổi được nó đâu. Em cũng chỉ vì hạnh phúc của con thôi.